Bán.
rồi. Tôi có để vào nó chỗ đấy. Hai cá hắn ơi. Ảo thì thêm ngân mỏ tôi để. Em đang ở đi ruộng. Rồi.
cân bao nhiêu? Vợ đi chưa? 15 nghìn. Mà cũng thăm luôn á, đầu tiên đấy. Thầy thân quan tôi không để cái đây hạt kia, hạt kia quậy á, để hạt kia mà. Cái hơn. Mua một thùng á. Ăn cái ba này nếp, hạt nếp. Túi gì này? Bạn mình quay nổi hơn. Túi đổi nắng quá, buộc quá đây. Không quản. Mỗi cân bao nhiêu đây? 15.000. Mình phải hết việc xong ba các bạn. Đang lấy bánh gạo để nó. Đây. Nha. Thì không có miếng à. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.